Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi như các bạn. Thì hôm nay mình nói về triệu và lớp triệu trang 10, 13. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về kiến thức, sau đó mình cho bài tập và các bạn giải quyết. Thì ví dụ khi số mà có hàng triệu thì các bạn để ý giúp mình 1 0 0 0 0 0 0. Vậy số đó có bao nhiêu chữ số? Bao nhiêu chữ số? Đây đọc là 1 triệu. Cái số đó có bao nhiêu chữ số? Các bạn đếm giúp mình. Cách 1, các bạn đếm giúp mình. Đếm nha. Rồi đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chữ số. 7 chữ số. Vậy để có hàng triệu thì số đó phải từ 7 chữ số trở lên, được chưa? Cách hai đó là các bạn dựa vào số hàng. Đây là cách để các bạn hình dung được hàng triệu và lớp triệu. Thì từ tay phải của mình nè sang trái nè, số 0 đầu tiên thuộc hàng đơn vị, tiếp tục hàng chục, tiếp tục hàng trăm, tiếp tục hàng nghìn, tiếp tục hàng chục nghìn, tiếp tục hàng trăm nghìn, tiếp tục hàng triệu. Thì các bạn phải nhớ thứ tự đó nha các bạn. Thứ tự nó khi để tới hàng triệu thì các bạn gồm có hàng nè, theo thứ tự nè, từ phải sang trái nè, hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn nè, hàng trăm nghìn nè, và hàng triệu. Được chưa ạ? Để có hàng triệu thì các bạn phải trải qua hàng đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn và triệu. Tiếp theo lớp thì các bạn nhớ giúp mình, cứ ba hàng thì tạo thành một lớp. Hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm, ba hàng này tạo lại thành lớp đơn vị. Tiếp theo nghìn nè, chục nghìn nè, và trăm nghìn thì tạo lớp gì ạ? Có trừ nghìn nghĩa là lớp nghìn. Vậy hàng triệu đi chung với hàng gì ạ? Hàng chục triệu và trăm triệu sẽ tạo thành một lớp, đó là lớp triệu. Vậy để có lớp triệu thì các bạn phải có lớp đơn vị nè, sau đó lớp nghìn nè, rồi mới tới lớp triệu. Ok chưa? Tiếp theo các bạn để ý giúp mình, số này đọc là 1 triệu. Khi các bạn nhìn vào 1 triệu, khi các bạn để ý giúp mình xem coi cái hàng triệu có mấy số không, thì các bạn đếm nè, 1 2 3 4 5 6, 6 số 0. Nhớ điều này. Tiếp tục lớp chục nè, lớp chục đây. Vậy sao lớp chục là mấy số ạ? Một số là có 1 số 0. Sao lớp trăm là có mấy số ạ? 1 2 2 số 0. Sao lớp nghìn là mấy số ạ? 1 2 3 số 0. Được chưa? Các bạn phải nhớ điều này để khi vào bài tập các bạn dễ. Rồi bắt đầu mình giải bài tập nha các bạn. Rồi bắt đầu bài tập cho như sau. Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số và mỗi số có bao nhiêu chữ số không. Thì cái này các bạn dùng phương pháp đếm là nhanh nhất. Ví dụ 15 này là 10 15. Nghìn thì các bạn nhìn vào đây, hàng nghìn đây, được chưa? Sao hàng nghìn mấy số ạ? 1 2 3, 3 số. Vậy các bạn thêm 3 số 0. 1 2 3. Vậy số này có bao nhiêu số ạ? Bao nhiêu chữ số thì các bạn đếm nè, từ tay phải sang tay trái, 1 2 3 4 5. Số này có 5 chữ số. Mỗi số có bao nhiêu chữ số không thì bạn đếm số không nè, 1 2 3, thì có 3 chữ số
số 0. Ok chưa? Tiếp tục một cái nha các bạn, một cái nữa thì mình sẽ chọn cái nào nó khó, ví dụ như 900 nè, 900, 900 nè, thì các bạn 900, 9 nè, 100 thì hàng trăm nè, các bạn nhìn vào hàng trăm, đây hàng trăm này, sao hàng trăm mấy số ạ? 1, 2, vậy thêm 2 số 0 trước, được chưa? Triệu thì hồi nãy mình nói triệu mấy số 0 ạ? 6 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và các bạn đếm bao nhiêu chữ số? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số, 9 chữ, chữ số. Và số 0 bao nhiêu số ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chữ số 0, 8 chữ số, số 0. Ok chưa ạ? Rồi, còn những cái thằng còn lại các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, trong vấn đề, trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.